À, chị Tạ Phật, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy Quốc Thành thì giới thiệu cho chúng ta về những cái vòng tay năng lượng khí, những vòng tay này giúp đã được gia trì về khí công này, gia trì về âm thanh vật chủ để giúp chúng ta có một cái cuộc sống nó bình an hạnh phúc hơn, giúp chúng ta có năng lượng nó tốt hơn. Đấy, đầu tiên thì thầy giới thiệu này là vòng tay Bồ Đề Mắt Phật, thỉnh từ đất Phật Nepal. Đó, vòng này hàng ngày chúng ta niệm này, để chúng ta thể niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đó, hay niệm A Di Đà Phật, niệm các công vật chú, các công niệm Phật nó rất là tốt. Đó. Cái vòng này là của thầy thỉnh từ Nepal về. Đó. Ngoài ra đây cũng là một loại mắt Phật khác, cái mắt Phật này màu vàng này, đó, không màu vàng này. Rồi là những vòng tay Bồ Đề Tam Bảo, chúng ta đeo trên tay này, đó, chúng ta đeo tay rất là đẹp và chúng ta có thể lần hàng. Cũng ngay chúng ta lần hàng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc niệm các câu một chú, có rất là nhiều vòng khác nhau, đấy rất nhiều vòng. Đây là vòng trầm này, nó hơi thơm, nó rất là thơm, nhẹ nhàng, trầm hương của vùng Quảng Nam. Đó, chúng ta thỉnh những vòng trầm này, chúng ta đeo tay, đó, hàng ngày đã được gia trì mật chú rồi, gia trì năng lượng khí, để giúp chúng ta có cuộc sống nó rất là bình an, rất là hạnh phúc. Đấy, rồi những vòng gỗ này, rồi vòng đá quý. Năm màu ngũ sắc, năm màu ngũ hành, nó tương sinh với tất cả các bệnh, rất là tốt. Nó đeo hàng ngày để luôn luôn có được cái năng lượng khí, năng lượng của gia trì của Phật pháp của tâm linh. Đấy, đây là những cái chuông chày kim cang mà chúng ta gắn vào những tràng hàng 108 này. Đây là gỗ rất là đặc biệt, là vòng gỗ ngọc cam, là một loại gỗ rất là quý, hương của nó rất là thơm. Hàng ngày chúng ta có thể quấn quanh tay này, chúng ta quấn quanh tay này, và khi cần ta tháo ra, chúng ta niệm Phật, niệm chú, chúng ta thể niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, chúng ta niệm chú hàng ngày rất là tốt. Những cái tràng hạt của tay này, ngoài ra chúng ta thể thắp trầm này, trầm rất là thơm, cho nên chúng ta ngồi lần hạt niệm Phật, niệm chú. Ngoài ra còn nhiều loại vòng khác, vòng mã não này, vòng này cực kỳ quý bởi vì nó khắc câu thần chú Om Mani Padme Hum, câu thần chú Om Mani Padme Hum được Bồ Tát Quan Âm Cư Thủ thuyết ra lần hạt này hàng ngày và niệm chú thì công đức vô lượng, không thể tính đếm được, không thể nghĩ bàn được, vòng rất là đẹp các bạn nhé. Có rất là nhiều loại vòng tay, ngoài ra còn có vòng cổ nữa. Đấy, các bạn nam, các bạn nữ có thể dùng cái thạch anh khói này đeo lên cổ. Năng lượng của thạch anh nó rất là mạnh, hàng ngày chúng ta đeo này là tích lũy năng lượng, và tất cả vòng này đều được giá trị khí công vật chủ rồi, giá trị khí công rồi. Đó. Còn về các sản phẩm thì chúng ta có thể dùng thực dưỡng Fucodan này để chúng ta uống hàng ngày, nó là cái loại ngũ cốc và nó có thêm Fucodan từ Nhật Bản. Chúng ta có thể uống trà, cái trà khởi dương lý triều chuyên bổ cho phần thận của chúng ta, dùng trà bổ thận này hàng ngày thì thận khí nó rất là khỏe, sức khỏe sung mãn. Đó, hôm nay thầy giới thiệu với chúng ta như vậy. Ngoài ra chúng ta cần học khí công thì học ở Thiền Chữa Bệnh .com, YouTube thầy Quốc Thành khí công, học các khóa online của thầy, hoặc các khóa trực tiếp tại Hà Nội, chúng ta có thể liên hệ với thầy. Xin chào tạm biệt tất cả chúng ta. Om Mani Padme Hum, Nam Mô A Di Đà Phật.